bằng gỗ cẩm. Bộ này có kích thước cao từ 15 đến 35 và đường kính từ 6 đến 8. Bộ này với giá là 2 triệu 400 ngàn, bên em bao phí ship vận chuyển anh chị mình nhé. Hàng đặc biệt liền khối và bao vân tự nhiên. Mình chốt 9 cẩm để lại số điện thoại xem là có đơn hàng thành công anh chị mình nhé. Rồi đây phía sau đây là một khay bánh kẹo chất liệu bằng gỗ hương anh chị mình nhé. Với kích thước là cao 18 và đường kính ngang là 30. Rất là đẹp luôn, bên trong có 5 ngăn anh chị mình này. Khay bánh kẹo gỗ hương đây với giá là 1 triệu 600 ngàn, em bao phí ship vận chuyển mọi người nhé. Anh chị mình chốt mình cứ để lại số điện thoại xem là có đơn hàng thành công. Và tiếp theo đây nữa là một bộ 9 bình chất liệu bằng gỗ hương. Bộ này cũng kích cùng kích thước với bộ cẩm, cao từ 15 đến 35 và đường kính ngang cho em từ 6 đến 8. Bộ này giá chỉ có 1 triệu 500 ngàn thôi ạ. Mình được kiểm tra hàng và thanh toán tại nhà cho em luôn anh chị mình nhé. Rất là đẹp luôn, hàng đặc biệt là liền khối. Và đây nữa là bộ 9 bình gỗ phụ đây anh chị mình này. Đó, bộ này là bao vân tự nhiên, vân 3D rất là đẹp luôn. Bộ này cũng kích thước từ 15 đến 35 và đường kính ngang từ 6 đến 8, giá chỉ có 1 triệu 500 ngàn thôi chị mình nha. Mình chốt 9 gụ để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng thành công nha. Và đây nữa một bộ bình ly trà đấy chị này. Đó, bộ bình ly trà bên em là gỗ cẩm anh chị mình nhá. Bộ này với giá chỉ có 600 ngàn thôi, gồm một bình 6 cái ly và 7 cái đĩa cho em anh chị mình nhá. Chốt bình ly trà để lại số điện thoại cho em là có đơn. Và đây nữa là bộ 9 chum anh chị này. Trời ơi đẹp quá luôn cả nhà mình ạ. Bộ 9 chum đây cùng kích thước luôn, cũng cao từ 15 đến 35, đường kính ngang từ 6 đến 8, bộ này giá là 1 triệu 600 ngàn anh chị nhá. Mẫu này là mẫu mới cho em, chỉ có 1 triệu 600 ngàn thôi. Chốt 9 chung để lại là bình riêng là có đơn anh chị mình nhá. Đây anh chị mình này, đó em lên một bộ đồ thờ gỗ hương nha anh chị nhá. Bộ đồ thờ gỗ hương bên em này, bộ này của em là bộ trung cao 50 anh chị mình nhá. Với kích thước cao 50 và cái lá đèn là 25, mâm bồng 25. Đó, mâm bồng đường kính 25 và ống cắm hương cắm hoa cao 23 đường kính là 10 cho em anh chị nhá. Rất là đẹp luôn, bộ này với giá chỉ có 4 triệu 300 ngàn, em bao phí ship vận chuyển anh chị nhá. Rất là đẹp luôn, bên em có đầy đủ 9 món này, 11 món và 13 món anh chị mình nhá. Nếu mình lấy thêm cặp đèn như thế này nữa là bộ 9 món anh chị này. Đó, nếu mình lấy thêm bộ cặp đèn gỗ hương như này nữa anh chị nhá là 11 món. Còn đèn gỗ hương bên em có bán lẻ anh chị nhá. Đèn hiện tại là cao 40, giá là 1 triệu. Và đèn gỗ hụ cao 40 đây giá là 950 ngàn anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đây nữa tiếp theo em lên một bộ đồ thờ chất liệu bằng gỗ mít anh chị mình nhá. Bộ này cũng cùng kích thước luôn, bộ này là bộ trung cao 50 anh chị mình nhá. Bộ này là cao 50, lá đèn là 25 và mâm bồng đường kính là 25. Bộ này giá là 4 triệu 200 ngàn, em bao phí ship vận chuyển anh chị mình nhá. Rất là đẹp luôn, màu vàng óng tự nhiên. Anh chị mình chốt đồ thờ gỗ mít hoặc đồ thờ gỗ hương để lại số điện thoại giúp em là có đơn hàng thành công anh chị mình nhá. Chúc anh chị mình vui vẻ ạ. Được.